Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh xây nhà ở Nha Trang tặng con gái một tuổi. Phan Mạnh Quỳnh cho biết ngôi nhà mới đang được xây dựng, cả nhà sẽ dọn về sinh sống trong thời gian tới. Phan Mạnh Quỳnh và bà xã tên Khánh Vi kết hôn vào năm 2021. Đến tháng 1-2023 thì cặp đôi chào đón con gái đầu lòng được gọi thân mật là bé ốc từ ngày lập gia đình phan mạnh quỳnh dành hầu hết thời gian rảnh cho vợ con đặc biệt nam ca sĩ đã dọn về sống trong một căn hộ tại nha trang quê của khánh vi để được ở chăm sóc bà xã và tiểu công chúa ốc chiều ngày 29 tháng 5, phan mạnh quỳnh khoe căn nhà mới đang trong quá trình xây dựng nền móng dự kiến hoàn thành trong ít tháng tới nên nhạc sĩ còn tiết lộ đây là món quà dành tặng cho con gái anh hài hước cho biết hai vợ chồng chỉ giám sát hộ và ở ké nhóc tỳ Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy xây dựng nhà mới để dành tặng cho nhóc tỳ gần 1 tuổi. Hồi đầu tháng năm 2023, bà xã Phan Mạnh Quỳnh xác nhận bắt đầu xây dựng tổ ấm mới để thay đổi không gian sống cho gia đình. Khánh Vy cho biết căn hộ chung cư đang ở có diện tích nhỏ, nay có thêm em bé và hai bà hỗ trợ chăm cháu nên quyết định chuyển đến nhà dưới mặt đất để tiện cho việc sinh hoạt. Thời điểm bắt đầu xây dựng nhà, vợ Phan Mạnh Quỳnh hào hứng chia sẻ: "Chưa bao giờ cuốc đất mà vui đến vậy và chồng em khởi công xây nhà mới, cầu mong cho mọi sự hanh thông, công việc chóng lành." công việc chống thành muôn sự như ý Khánh Vy và Phan Mạnh Quỳnh bắt đầu xây dựng nhà ở Nha Trang vào đầu tháng 5 2023. Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ với chúng tôi về quyết định dọn về quê vợ sinh sống. Tôi đã ở thành phố Hồ Chí Minh 11 năm, mọi thứ đã trở nên quen thuộc. Khi về Nha Trang với những nếp sống mới cũng là trải nghiệm giúp tôi nghĩ ra nhiều thứ mới hơn. Hiện tại Phan Mạnh Quỳnh vẫn đi diễn và chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Khi có việc, nam ca sĩ sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc các địa điểm công tác sau đó nhanh chóng trở về Nha Trang. Sau khi kết hôn, Phan Mạnh Quỳnh cũng giao hết tiền tiền bạc cho bà xã quản lý. Ngoài công việc nội trợ, Khánh Vi còn làm chủ cửa hàng thời trang để phụ giúp kinh tế gia đình. Vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh thường xuyên đưa con gái đi chơi, cả hai sống giản dị ở Nha Trang. Trước khi dọn đến nhà mới, cả hai sống trong một căn hộ đầy đủ tiện nghi và có vườn rau nhỏ ở ban công. và chồng Phan Mạnh Quỳnh đã có 7 năm gắn bó, cùng nhau vượt qua nhiều thử thách. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo